Tư duy giải nhanh bài toán về chiều dài con lắc lò xo rất hay gặp trong các đề thi. Đề bài của bài toán như sau này: cho một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Đấy, với phương trình x bằng 12 nhân cos 4pi t cộng với pi trên 6 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là L0 bằng 52 cm. Tính chiều dài lò xo khi vào dao động được 1/11/6, 11/6 chu kỳ t. Đó, và tính từ cái mốc t bằng 0 nhé, và cho chọn chiều dương hướng xuống dưới. Rồi, dạng này chúng ta sẽ mô phỏng cái hình vẽ cho thầy. Đấy, tính trên cái hình vẽ này là nó cũng sẽ ra được rồi đấy. Giả sử đây thì có một con lắc lò xo nhé. Rồi, em cứ vẽ nó ở trạng thái cân bằng nha thầy. Đây là trạng thái cân bằng. Rồi, giống thầy một cái trục ở bên, trục tọa độ ở bên cạnh. Rồi, giống vào nhé, thì em sẽ được đây là vị trí cân bằng O. Được chưa nhỉ? Rồi, biên độ của ta là 12. 12 và đề bài cho chiều dương hướng dưới. Vậy thầy cứ lấy đây là 12 đi nhá, đây là 12. Rồi, trên của thầy sẽ là -12, 1 2 3 4 ô. Rồi, tầm này. Tầm này. Vị trí này sẽ là -12. -12. Đối với lắc lò xo rộng thẳng đứng thì cái sự kiện về độ biến dạng tại vị trí bằng là cái mà chúng ta không thể nào mà không tính được. Vậy đầu tiên các em tính cái delta L0 cho thầy. Đó, độ biến dạng tại vị trí cân bằng L0 với con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng thì các em dùng là G trên omega bình giúp thầy nhé. Rồi, G ở đây ta lấy là sấp xỉ là 10 trên omega bình phương là 16 nhân pi bình phương. Đúng chưa? Rồi, pi bình phương ta cũng lấy sấp xỉ 10, 10 giải nó hết. Như vậy là còn 1/16 là đơn vị mét và độ với cm là 100 chia cho 16 thì bằng 6,25 cm. Rồi, đây là một con số rất là quen thuộc và hay gặp thì các em có thể bấm máy để kiểm tra. Rồi, như vậy cái vì lò xo này dạng này treo, không nói gì thì các em hiểu cái mô hình này nhé. Cho cái mô hình mà gọi là cái điểm treo nằm phía dưới và lò xo ở vị trí bằng nó nén là trường hợp rất ít gặp nhé. Cái này chúng ta mặc định cho thầy. Rồi, như vậy là vị trí lò xo không biến dạng nó sẽ là nằm ở trên đúng không? Đây, em hình dung là lò xo khi mà chưa treo vật nặng. Đó, khi chưa treo vật nặng mà nó như thế như này. Đấy, thầy giả sử đây là cái vị trí lò xo không biến dạng. Vị trí này đúng không? Nó sẽ cách vị trí cân bằng là 6,25 mà ở chiều âm nó là -6,25. Thì vị trí này là -6,25. Nhá, -6,25. Đó là vị trí lò xo không biến dạng. Rồi, vậy delta L0 của ta là chính là đoạn này. Đó, đây chính là đoạn delta L0. Rồi, bây giờ tiếp theo nữa. Đấy, tính chiều dài lò xo khi vào dao động thì các em phải xác định xem nào là sau 1/11/6 t này thì nó ở đâu, đúng không nhỉ? Nhưng mà trước khi mà biết nó ở đâu thì cần phải xem nó đi từ đâu. Thì t bằng 0 các em thay vào. Đó, thay t bằng 0 vào. Thì các em xác định được cái vị trí xuất phát. T bằng 0 x0 nó sẽ bằng bao nhiêu? X0 nó sẽ bằng 12 cos pi trên 6 nhé, thì các em dễ dàng tìm được x trừ 0. Này là 12 cos pi trên 6 là 6 căn 3 rồi. Đúng không? Cos pi trên 6 ta là căn 3 trên 2 nhé. Và góc pi trên 6 này là nó chuyển động theo chiều âm rồi. Đây, em dùng vòng tròn để em kiểm tra cái trạng thái xuất phát này, pi trên 6 nằm ở đây này. Đúng không? Vậy đây nó sẽ chạy theo chiều âm nhé, chiều âm. X0 bằng 6 căn 3 cm. Đó, và V0 là âm. V0 là âm. Rồi, dương 6 căn 3 thì nằm ở đâu? Nằm ở dưới. Đúng không? Đây vị trí này, vị trí 6 căn 3 này. Đó, 6 căn 3 cm nhé. Và di chuyển theo chiều âm tức là đi lên như thế này. Được chưa nhỉ? Rồi, chỉ cần cái trục này là chúng ta hiểu rõ thôi. Sau 11/16 t. 11/16 thì các em tách cho thầy. Đó, 11/6 t thì các em tách là 2 t đi. 2 t đi. Rồi, 26. Ủa thực chất rồi. Đáp án này bị nhầm rồi các em ạ. Đáp án này nhầm, nãy thầy nhầm. Thầy nhầm là 13/16 cơ. Bây giờ nó lại 11/16 cơ à? Toang rồi các em ạ, tuần này toang nặng rồi. Không sao nhé, thôi không sao cả. Chúng ta quan trọng là ý tưởng. Nãy thầy nhầm là 13/16. Thì cái đáp án thầy thiết kế theo thằng đó đấy. Rồi, chỗ này các em tách là 1T cộng với 5/6T. Rồi, 1T để kệ nó này. 1T để kệ nó, 5/6T bắt đầu xuất phát từ đây này. Đó, thì đi từ, chúng ta phải đưa về vị trí cân bằng cho dễ kiểm tra nhé. 6 căn 3 đến vị trí cân bằng O, đúng không? Tức là A căn 3 trên 2. A căn 3 trên 2 về O ta là hết T trên 6. Thì các em tách 5/6 thành là 1/6T cho thầy. Rồi, 1/6T là đi từ đây về này, về vị trí cân bằng này. Rồi, từ đây về vị trí cân bằng hết T trên 6 nhá. T trên 6. T
trên 6 với 5 phần 6 là còn 4 phần 6. 4 phần 6 là 2 phần 3. 2 phần 3 thì các em tách thẳng lên T trên 4 cho thầy. Tách thành 1 phần 4 xem nào. Rồi tách tiếp thành 1 phần 4. 1 phần 4 T. Rồi các em đến này, 1 T để bắt ở đây nhé. Đấy, sau 6 T lên đây rồi, vị trí cân bằng. Sau 1 phần 4 lên vị trí bia này rồi. Đó, bấm máy trừ ngược để xem nó còn bao nhiêu nữa, đúng không? Mình đang trừ ở thằng 5 phần 6. 5 phần 6 trừ đi 1 phần 6 là còn 4 phần 6 là 2 chia 3 rồi. 2 trên 3 trừ đi 1 chia 4. Vậy còn 5 phần 12 T. 5 phần 12 T đang ở đây rồi. Trừ tiếp 1 phần 4 xem nào. Trừ tiếp 1 phần 4. À trừ 1 phần 4 là đến vị trí cân bằng nhé. Đến vị trí cân bằng. Và còn 1 phần 6 nữa. Còn 1 phần 6 thì lại xuống đúng cái vị trí 6 căn bằng. Ok không nhỉ? Rồi như vậy cộng 1 phần 4 T này. 1 phần 4 lên đây đúng không? 1 phần 4 lên rồi. Cộng 1 phần 4 tiếp. Đó, cộng 1 phần 4 tiếp. Đó, và cộng 1 phần 6 T nhé. Chỗ này cộng 1 phần 6 T nữa. Thì mới đủ nhé, mới đủ. Đấy, 1 phần 6 cộng 1 phần 6 là ra 1 phần 3. 1 phần 3 cộng 1 phần 2 đúng 5 phần 6 luôn. Rồi, vậy suy ra. Khi đó, đúng không? Sau 11 phần 6 T. Thì, đó, vận ở đâu nhỉ? Vận ở tọa độ x bằng dương 6 căn 3. Dương 6 căn 3 sang đến bên. Rồi, vậy rõ ràng là chiều dài của lò xo khi đấy. Đúng chưa? Chiều dài lò xo thì các em phải tính đến vị trí cân bằng nhé. Đó, tính đến vị trí cân bằng nó sẽ bằng bao giờ phải đưa về L cân bằng. L cân bằng cộng 6 căn 3. Đó, chỗ này L cân bằng cộng với 6 căn 3 cm. Rồi, về bao nhiêu đây? L cân bằng thì bằng L0. Đó, chiều dài L0 là 52 này. 52 cộng thêm với 6,25 và cộng 6 căn. 6 căn 3 nhé. 6 căn 3. Thôi đến đây bấm máy đi. Thầy không muốn viết nhiều nữa. 52 này cộng với 6,25 cộng với 6 căn 3. Rồi nó ra là 68,64 cơ. Đấy, 68,64 cm. Ok rồi, và ghi nhận đề đáp án E cho thầy nhé. Đó, câu này là vì lý do là vì thầy lúc thầy ra đề là thầy đã nhầm. Đấy, tính toán nhầm ngay từ cái lúc ra đề. Thầy tính với 13 phần 6. Thì tách cho này thì 2T cộng T 6 tính nó bị nhầm nhé. Rồi không sao cả, không sao cả, một bài toán cũng khá là thú vị để giúp cho các em ôn tập về dạng bài tính chiều dài của lò xo ở một cái thời điểm nào đó. Công thức tổng quát của ta thì bao giờ nó cũng sẽ là bằng L cân bằng cộng hoặc trừ trị tuyệt đối của AC. Nhanh nhá. Đấy, bao giờ nó cũng sẽ là như này. Đó, L của nó bao giờ nó sẽ bằng L cân bằng cộng trừ trị tuyệt đối của AC. Ok, đây là công thức tính chiều dài của lò xo ở một cái thời điểm nào đó. Vấn đề là các em xác định được xem là x của ta nó là bằng bao nhiêu nhé. Nằm trên hay nằm dưới vị trí cân bằng. Dưới thì ta cộng đúng không? Trên thì ta phải trừ đi. Rồi, bài toán hay các em hãy lưu lại để tham khảo kỹ cho thầy nhé.